Phần thứ 5. Chính sách bành trướng của Bắc Kinh với mối đe dọa đối với độc lập, dân tộc, hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á. Phố 1 La Mã. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi. Nhân dân hai nước luôn luôn gắn bó, giúp đỡ, cổ vũ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Vì lợi ích cách mạng của nhân dân mỗi nước, nhân dân Việt Nam đã ủng hộ nhân dân Trung Quốc về chính trị, tinh thần và có lúc đã phối hợp chiến đấu cùng với nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhân dân Trung Quốc mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là trong những năm đầu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã dành sự giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống bọn đế quốc xâm lược. Nhân dân Việt Nam rất quý trọng và luôn giữ gìn vun đắp cho mối tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc đời đời bền vững. Nhân dân Việt Nam không hề xâm phạm độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của nhân dân Trung Quốc, không hề can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Và đối với những vấn đề bất đồng về quan điểm hoặc những hành động sai trái do những người lãnh đạo Trung Quốc gây ra đối với Việt Nam, thì phía Việt Nam đã cố gắng và bền bỉ tìm cách giải quyết bằng con đường thảo luận nội bộ giữa đôi bên. Mặc dù người lãnh đạo Trung Quốc đang tâm phá hoại tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, thì nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam, và rất mong muốn cái tình hữu nghị anh em nhân dân giữa hai nước sớm được khôi phục trong các cuộc đàm phán để giải quyết những vấn đề trong quan hệ giữa hai nước. Phía Việt Nam luôn luôn xuất phát từ lòng mong muốn tha thiết đó của nhân dân Việt Nam. Cái lập trường trước sau như một của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sớm khôi phục lại quan hệ bình thường giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của mỗi nước và vì lợi ích của hòa bình, ổn định Đông Nam châu Á và trên thế giới. Phần 2 La Mã. Tóm lại, trong 30 năm qua, người cầm quyền Trung Quốc đã 3 lần phản bội nhân dân Việt Nam. 1. Tại hội nghị Geneva năm 1954, họ đã bán rẻ lợi ích dân tộc của nhân dân Việt Nam, không những để bảo đảm cho nước họ có một vành đai an ninh ở phía Nam mà còn để chuẩn bị địa bàn cho việc thực hiện một mưu đồ bành trướng Đông Dương và Đông Nam châu Á của họ. Muốn duy trì tình trạng Việt Nam bị chia cắt lâu dài, hòng làm cho Việt Nam suy yếu và phải phụ thuộc vào Trung Quốc. 2. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam khi chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ, thì họ bật đèn xanh cho Mỹ ném bom vào miền Bắc Việt Nam, đồng thời đưa quân Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam. Khi Việt Nam muốn ngồi vào thương lượng với Mỹ để phối hợp ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, thì họ lại ngăn cản. Và khi nhân dân Việt Nam đang đi trên đà thắng lợi hoàn toàn, thì họ lại bắt tay với chính quyền Nixon, dùng xương máu của nhân dân Việt Nam để đưa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lên cái địa vị siêu cường thứ ba và đổ chắc lấy việc giải quyết vấn đề Đài Loan. Thứ ba, sau khi nhân dân Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ và thống nhất nước nhà, họ đã dùng mọi thủ đoạn chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao để làm suy yếu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hòng khuất phục nhân dân Việt Nam, tiến đến dùng lực lượng quân sự của bè lũ tay sai Pol Pot, Ien Sari xâm lược Việt Nam ở phía Tây Nam và lực lượng quân sự của Trung Quốc trực tiếp xâm lược Việt Nam ở phía Bắc, giết hại nhân dân Việt Nam, phá hoại nghiêm trọng các cơ sở kinh tế, văn hóa của Việt Nam ở các vùng có chiến sự. 3 lần họ đã phản bội Việt Nam, lần sau độc ác và bẩn thỉu hơn 2 lần trước. Đối với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, những người cầm quyền Trung Quốc cũng đã phản bội độc ác và bẩn thỉu. Họ đã hy sinh lợi ích dân tộc của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia tại Hội nghị Geneva năm 1954. Trong thời kỳ sau Geneva, họ ngăn cản nhân dân Lào và nhân dân Campuchia đấu tranh cho độc lập, dân tộc, hòa bình, trung lập.
khi nhân dân Campuchia hoàn toàn giải phóng đất nước vào ngày 17 tháng 4 năm 1975. Họ đã dùng bọn tay sai Pol Pot, Ieng Sary để thực hiện chính sách diệt chủng, biến Campuchia thành một nước chư hầu kiểu mới. Một căn cứ quân sự để từ đó tiến công nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở phía Tây Nam. Đối với nước Cộng hòa nhân dân Lào, họ phá hoại công cuộc xây dựng hòa bình của nhân dân Lào, trang bị và giúp đỡ các lực lượng phản động ở Lào, gây rối loạn, đưa nhiều sư đoàn áp sát biên giới Lào, chung hòng ép nhân dân Lào đi vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Họ chia rẽ nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, hòng làm suy yếu và thôn tính từng nước. Và để che giấu cái bộ mặt phản động của họ, những người cầm quyền Bắc Kinh thường hay nhắc đến Trung Quốc viện trợ cho nước Việt Nam, thậm chí còn khoe rằng quân đội của họ đã chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Nhân dân Trung Quốc đã dành một phần thành quả lao động của mình để giúp đỡ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng đất nước. Đó là điều mà nhân dân Việt Nam trong bất cứ tình huống nào mãi mãi không bao giờ quên. Đối với nhân dân Việt Nam, đó là biểu tượng cao đẹp của mối tình đoàn kết, chiến đấu của những người chung cảnh ngộ. Nhưng đối với những cái tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Bắc Kinh, thì đó là một công cụ chính trị để thực hiện chính sách bành trướng của họ ở Việt Nam, cũng như trên toàn bán đảo Đông Dương. Thực tế đã chỉ cho họ rõ là đã viện trợ đó khi thì như là một củ cà rốt, khi thì như một cái cây gậy, tùy theo nhu cầu chính trị từng lúc của họ. Và lại không chỉ có vấn đề Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam. Những người lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng, nói đến cảm ơn thì nhân dân Trung Quốc phải cảm ơn nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã hy sinh nhiều, cống hiến nhiều đối với nhân dân Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc phải cảm ơn và có nghĩa vụ giúp đỡ, ủng hộ nhân dân Việt Nam. Nhân dân hai nước giúp đỡ lẫn nhau. Về việc Tổng thống Nixon đi thăm Trung Quốc năm 1972, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói với những người lãnh đạo Việt Nam vào tháng 6 năm 1973 như sau. Thành thực mà nói, nhân dân Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân thế giới phải cảm ơn nhân dân Việt Nam đã đánh thắng Mỹ. Các đồng chí chiến thắng mới buộc Nixon phải đi Bắc Kinh. Về việc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào Liên Hiệp Quốc năm 1971, Thủ tướng Chu Ân Lai đã nói trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam vào tháng 11 năm 1971. Cống hiến của Việt Nam là rất lớn, chúng ta gắn bó với nhau. Lịch sử và trước hết là đội quân viễn chinh Pháp đã trả lời rõ ràng câu hỏi ai đã chiến đấu và chiến thắng ở Điện Biên Phủ năm 1954. Điều cần nói thêm là trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chính phủ Trung Quốc có phái một số cố vấn sang Việt Nam, và trong những năm 1960, Bắc Kinh có đưa sang Việt Nam một lực lượng gọi là Bộ đội Hậu cần để giúp Việt Nam sửa những đoạn đường sắt và đường bộ giáp Trung Quốc bị bom Mỹ đánh phá hỏng, và làm một số đường mới ở vùng biên giới hai nước. Những mặt chủ yếu của họ là làm điều tra tình hình các mặt, thâm nhập những vùng có các dân tộc thiểu số và tuyên truyền cách mạng văn hóa. Phần lớn những gián điệp và bộ đội sơn cước mà phía Việt Nam đã bắt được trong tháng 2, tháng 3 vừa qua chính là những tên bộ đội làm đường ở Trung Quốc trước đây. Từ sự phản bội ở Hội nghị Geneva 1954, việc lợi dụng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, đến việc dựng lên một chế độ diệt chủng Pol Pot, Ieng Sary, vũ trang xâm lược Việt Nam và uy hiếp xâm lược Lào, tất cả đều do một tư tưởng chỉ đạo, tức là chủ nghĩa đại dân tộc, một chính sách, tức là ích kỷ dân tộc, một mục tiêu chiến lược, chủ nghĩa là bành trướng đại dân tộc và chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Cụ thể là họ âm mưu thôn tính Việt Nam và toàn bộ Đông Dương, lấy đó làm bàn đạp tiến xuống Đông Nam châu Á và từng bước triển khai chiến lược toàn cầu của họ.
để đạt được mục tiêu bành trướng và bá quyền của họ. Những người cầm quyền Bắc Kinh đã nâng lừa dối và bị bậm thành một quốc sách, một thủ đoạn chiến lược. Về phương diện này, từ chỗ là những người học trò của Goebbels, tức là bộ trưởng tuyên truyền của Hitler, họ đã trở thành những người thầy của Goebbels. Họ gán cho người khác những điều mà họ muốn làm, họ đổ vấy cho những người khác những điều mà chính họ làm, họ dựng đứng những sự việc, xuyên tạc tài liệu, bóp méo lịch sử, họ đổi trắng thay đen, đảo ngược phải trái, và cứ thế mà tuyên truyền bằng bộ máy thông tin khổng lồ và mọi phương tiện khác. Họ dương cao ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội, nhưng lại chống lại chủ nghĩa xã hội. Họ hò hét chống chủ nghĩa đế quốc, nhưng chính họ lại bắt tay với đế quốc Mỹ. Họ kêu la phải chống hai siêu cường, nhưng lại cấu kết với đế quốc Mỹ để chống lại đế quốc Liên Xô. Họ hò hét chống lại chủ nghĩa đế quốc, nhưng chính họ lại bắt tay với đế quốc Mỹ. Họ kêu la chống hai siêu cường, nhưng lại cấu kết với đế quốc Mỹ để chống Liên Xô. Họ nói chống chủ nghĩa bá quyền, nhưng chính họ lại mưu toan thực hiện chủ nghĩa bá quyền ở Đông Dương và Đông Nam châu Á. Họ đưa quân xâm lược nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng lại vu cáo Việt Nam xâm lược Trung Quốc. Họ tỏ vẻ bảo vệ nhân quyền, quan tâm đến những người Đông Dương di tản, nhưng chính họ đã giết hại hàng triệu người Trung Quốc trong một cuộc đại cách mạng văn hóa, đã xúi dục hơn 20 vạn người Hoa bỏ Việt Nam đi Trung Quốc. Thì đối với những người cầm quyền Bắc Kinh, luận điệu của họ là chân lý, lợi ích của họ là đạo lý, mà quan châu được đốt đèn thì dân đen không được nổi lửa. Câu nói đó của những người nông dân Trung Quốc dùng trước đây để chỉ trích sự áp bức của bọn bạo chúa phong kiến đã trở thành phương châm cho những người cầm quyền Bắc Kinh hiện nay nhằm thực hiện tham vọng bành trướng và bá quyền của họ. Hiện nay, những người lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức nêu cao ngọn cờ đại dân tộc để tập hợp các phe phái thực hiện kế hoạch 4 hiện đại hóa. Về đối ngoại, họ ra sức thực hiện chính sách bành trướng ở Đông Dương và Đông Nam châu Á, cấu kết với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động khác, trước hết là Mỹ, chống Liên Xô và cách mạng thế giới, với hy vọng tranh thủ được nhiều vốn và kỹ thuật hiện đại của phương Tây, phục vụ cho 4 hiện đại hóa và mưu đồ bành trướng và bá quyền của họ. Một Trung Quốc bị đầu độc bởi tư tưởng đại dân tộc, chủ nghĩa bành trướng và bá quyền của những người cầm quyền, bất kể phát triển theo con đường nào. Không phải chỉ đe dọa độc lập dân tộc, chủ quyền mà toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương, Đông Nam châu Á và Nam Á, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực này, mà còn đe dọa lợi ích nhiều mặt ở các nước khác, kể cả các nước vì lợi ích trước mắt đang phụ họa với những người cầm quyền Trung Quốc chống Việt Nam, Lào và Campuchia. Một số người thức thời trong các nhà chính trị và kinh doanh phương Tây mới cảnh cáo chính phủ của họ về hậu quả nặng nề có thể xảy ra khi đất nước Trung Quốc lại lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ mới. Nhưng họ chưa nói tới những hậu quả còn nặng nề gấp bội đối với lợi ích của các nước trên thế giới do chính sách bành trướng của những người lãnh đạo Trung Quốc gây ra. Trong hàng nghìn năm qua, nước Việt Nam đã bị các hoàng đế Trung Quốc xâm lược hàng chục lần. Nhân dân Việt Nam hiểu rõ những ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Trung Quốc, cho nên không một phút nào là không cảnh giác đối với họ. Thậm chí, trong lúc đế quốc Mỹ đẩy mạnh một cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lên đỉnh cao nhất, thì nhân dân Việt Nam đứng trước những khó khăn chồng chất, nhưng đã thẳng thắn khước từ những đề nghị của những người lãnh đạo Trung Quốc đưa sang Việt Nam 20 vạn quân và số ô tô cần thiết để đảm nhiệm cho việc vận chuyển quân sự từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn luôn giữ vững đường lối độc lập, tự chủ của mình, không gì lay chuyển được, bất chấp sức ép, dù là che giấu hay là công khai gián tiếp hay là trực tiếp của những người cầm quyền Trung Quốc.
phần 3 là phần cuối cùng của cái chương 5. Mặc dù cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vào tháng 2 năm 1979 thất bại, đã bị thảm bại về cả quân sự lẫn chính trị, những người lãnh đạo Trung Quốc vẫn theo đuổi một chính sách điên cuồng chống Việt Nam bằng mọi thủ đoạn. Phía Trung Quốc vẫn giữ thái độ nước lớn trong cuộc đàm phán về những vấn đề thuộc quan hệ giữa hai nước, vẫn ngang ngược đe dọa cho Việt Nam một bài học nữa. Đồng thời họ tích cực tìm cách khôi phục chế độ diệt chủng Pol Pot, Ieng Sary đã bị nhân dân Campuchia lật đổ hoàn toàn, đe dọa xâm lược nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm duy trì sự uy hiếp từ mọi phía đối với Việt Nam. Không có gì quý hơn độc lập và tự do. Nhân dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững đường lối độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế đứng đắn của mình, quyết đập tan mọi hành động xâm lược của bất kỳ kỳ thế lực phản động nào, quyết làm thất bại mọi mưu đồ bành trướng nhằm khuất phục nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có chính nghĩa, lại có sức mạnh vô địch của khối đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh của ba dòng thác cách mạng vĩ đại đã và đang đẩy lùi từng bước các âm mưu can thiệp, nô dịch và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa bá quyền ngày càng làm thay đổi bản đồ châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Bọn bành trướng Bắc Kinh nếu không sớm rút ra những kết luận cần thiết là sự thất bại của chính sách chống Việt Nam vừa qua thì nhất định sẽ chuốc lấy những thất bại mới nặng nề hơn. Trong thời đại ngày nay, các nước lớn nhỏ đều là bộ phận của một tổng thể duy nhất của xã hội loài người. Bọn bành trướng Bắc Kinh không thể đụng đến Việt Nam mà không khiêu khích cả loài người, không thách thức được cả một hệ thống xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc và mặt trận nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và các nước độc lập dân tộc và nhân quyền nhân dân yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa trên thế giới đã và sẽ đứng về phía nhân dân Việt Nam. Vâng, thưa kính thưa quý khán giả, đã chấm dứt bài sự quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong 30 năm qua. Toàn thể bài viết đã nói lên được cái mưu đồ bành trướng và bá quyền của Trung Quốc. Và trong đây cũng đã từng nhắc tới tất cả là 13 lần, hơn 1.000 năm rồi. Những hoàng đế của Trung Hoa đã có những âm mưu muốn xâm chiếm Việt Nam và biến Việt Nam trở thành một cái tỉnh của Trung Quốc. 13 lần, nếu mà kể luôn năm 1979, tức là cuộc chiến tranh Việt-Trung, coi như là 14 lần Trung Quốc đã thất bại khi âm mưu muốn thôn tính Việt Nam. Và những cái âm mưu đó cho tới khi mà đoạn kết của bài viết vẫn cho chúng ta thấy rằng cái âm mưu đó và những cái chuyện đang xảy ra ở trên Biển Đông ngày hôm nay vẫn là một cái đề tài mà tất cả những nhà quân sự trên thế giới phải quan tâm. Đó là cái âm mưu xâm chiếm của Trung Quốc không phải là chỉ có Đông Nam châu Á mà luôn cả cái Biển Đông. Và ngày hôm nay 23 tháng 5 năm 2018, chúng tôi mới được bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ đã không cho Trung Quốc được tập trận chung tại Thái Bình Dương vì cái ý đồ của Trung Quốc là muốn bá chủ của Biển Đông. Và hành động của Hoa Kỳ đã nói lên cái sự cứng rắn của Tổng thống Donald Trump ngăn cản Trung Quốc, các anh không phải là bạn để được thực tập với chúng tôi và các anh vẫn là những người chúng tôi coi như kẻ thù. Tại vì khi tập trận với nhau thì là sẽ hiểu rõ được các cái chiến lược và những cái hình thức mà quân đội Hoa Kỳ, quân đội Nhật Bản và quân đội Đại Hàn, Nam Hàn sẽ sử dụng trong trường hợp
có một cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Và qua một cái phần này thì chúng tôi nhận thấy rằng tại sao có lịch sử Việt Nam 15 tập bị chống đối. Lịch sử Việt Nam 15 tập không phải lần đầu tiên. Nó được ra đời với lại 5 tập năm 2007. Sau đó năm 2014 và tới năm 2017 thì mới được tái bản. Chúng tôi xin nói là tái bản chứ không phải lắm. Năm 2014 nó đã được đưa lên 15 tập. Và năm 2017 thì thêm được cái cuộc chiến tranh Việt Trung này vào trong đó. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam cuộc chiến tranh Việt Trung đã được đưa vào. Và lần đầu tiên trong cái quốc sử 30 tập chính thức viết về cái cuộc chiến Việt Trung để vinh danh những người đã nằm xuống xương máu và những người bộ đội đã bảo vệ đất nước dọc theo 6 tỉnh biên giới Việt Trung, thì ngay lập tức đã có một nhóm, chúng tôi nói thẳng luôn, cầm đầu bởi ông Thượng tá Trịnh Hoài Nam về bên ban chiến tranh chính trị của Cục Chính huấn quân khu 7. Họ kết nạp một số người xưng là cựu chiến binh. Mà chúng ta biết ở Việt Nam, thành phần cựu chiến binh là một thành phần rất được dân chúng kính mến. Họ kính nể tại vì chữ cựu chiến binh đã nói lên cái lịch sử đấu tranh dài mà những người cựu chiến binh đã làm từ cái cuộc chiến tranh Điện Biên Phủ cho tới ngày hôm nay. Cuộc chiến ở Campuchia và cuộc chiến ở biên giới Việt Trung. Thành ra khi nói tới cái cựu chiến binh là dân chúng luôn luôn có một cái, luôn luôn có một cái cảm tình đối với những người cựu chiến binh. Nhưng mà những cái thành phần cựu chiến binh mà ông Trịnh Hoài Nam đã dùng ở trong cái tổ chức của ông ta vẫn là một cái dấu hỏi rất lớn cho nhiều người. Bởi vì họ chưa bao giờ họ dám công bố họ thuộc đơn vị nào, họ chỉ nói là họ cựu chiến binh Campuchia thế thôi, chứ không có dám nói là một cái đơn vị nào. Mà theo đúng chúng tôi được biết, cựu chiến binh ở Việt Nam là phải gia nhập vào trong cái tổ chức của các hội cựu chiến binh ở địa phương thì mới được chứng minh rằng mình là người cựu chiến binh, chứ không phải là ai cũng vỗ ngực xưng mình là cựu chiến binh. Là cựu chiến binh. Và cái cuộc kéo theo một ông xưng là một ông đại tá mà lại làm giảng viên Bộ Quốc phòng, cũng không nói rõ thời điểm nào ông ta làm cái gì và đơn vị của ông ta nữa. Mà ngoài ra ông chỉ những có những cái hình ảnh của những một nhóm người nào đó đó cứ vơ vào tới nhà ông ấy, trong người đi chơi với nhau thì vơ vào đây là những người bạn của mình. Thì điều đó cũng không chứng minh, cũng như cái chứng minh nhân dân đó là một cái thẻ căn cước của mình, thì mình cũng vậy, mình phải chứng minh rằng mình là đơn vị ở đâu làm cái gì. Thì trong cái phần mà tất cả năm cái chương trong cái sự kiện quan trọng giữa quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc, chúng tôi thấy một cái phần này được áp dụng giống y hệt những cái phương thức mà cái nhóm ông Trần Hải Yến dùng cái tên là Tổ quốc trên hết. Tổ quốc trên hết là cái gì? Nghe ra thì ai cũng nghĩ rằng đây là một cái tổ chức yêu nước. Nhưng mà thật sự nó chỉ là một cái tổ chức tự phát và tự mình đặt cái tên đó. Nhưng mà nếu mà nhìn vào những cái hành động của cái tổ chức đó, đầu tiên, trong cái đó không có một cái bản tin nào về liên quan tới vấn đề mà xã hội ấy, hoặc là liên quan tới chính quyền. Mà ngược lại là những cái video clip của các cái ông mà xưng là cựu chiến binh đó liên tục mang từng cá nhân này, từng cá nhân khác
kể cả những người như là ông Võ Văn Thưởng của Ban Tuyên giáo, kể cả những người như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường là tổng chủ biên của cái cuốn lịch sử Việt Nam 15 tập, kể cả ông Giáo sư Phan Huy Lê, một người không liên quan gì tới lịch sử Việt Nam 15 tập, mà lúc đầu họ lỡ, họ không hiểu, họ cái là gọi là họ chống một cái bộ sử mà họ không hoàn toàn, chưa bao giờ được đọc cái quyển sử đó và cũng chưa bao giờ biết ai là tổng chủ biên. Gán cho ông Giáo sư Phan Huy Lê là tổng chủ biên, xong rồi chửi luôn cả họ hàng trong ty nhà người ta. Và họ bịa những cái câu chuyện, kể cả ông Võ Văn Thưởng là họ Lê và con rơi con rớt của dòng họ ông Phan Huy Lê, và yêu cầu Giáo sư Phan Huy Lê tới để nhận ông Võ Văn Thưởng. Họ mang cả đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tại Liên bang Nga là ông Nguyễn Thanh Sơn ra để nói xấu. Và bất cứ ai có dính quan, có dính rất đến Giáo sư Phan Huy Lê đều bị đánh, kể cả Chủ tịch Trần Đại Quang. Tới nhà thăm Giáo sư Phan Huy Lê cũng bị mang ra chửi. Thì tôi hỏi những người này có phải là tổ quốc trên hết, hay là họ đang là những người mà tay sai cho cái đám bá quyền Trung Quốc này hay không? Đây, trong cái quyển sách này đã nói rõ ràng, những cái người mà lính Trung Quốc mà đi ra qua làm đường, họ gài ở lại để làm điệp viên cho Trung Quốc, dẫn đường cho các toán quân của Trung Quốc qua xâm chiếm Việt Nam. Và những cái mà cái phần ở trong đây chúng tôi xin được đọc lại cho quý vị thấy, cái những cái phương thức mà cái nhóm của ông Trịnh Hoài Nam làm giống không khác gì cái nhóm này. Để đạt mục tiêu bành trướng và bá quyền của họ, những người cầm quyền Bắc Kinh đã nâng lừa dối và bịp bợm thành một quốc sách, một thủ đoạn chiến lược. Về phương diện này, từ chỗ là những người học trò của Goebbels, tức là bộ trưởng tuyên truyền của Hitler, họ đã trở thành những ông thầy của Goebbels. Họ gán cho những người khác những điều mà họ muốn làm. Họ đổ vấy cho những người khác những điều mà chính họ làm. Họ dựng đứng sự việc, xuyên tạc tài liệu, bóp méo lịch sử. Họ đổi trắng thay đen, đảo ngược phải trái, và cứ thế mà tuyên truyền bằng cái bộ máy thông tin khổng lồ và mọi phương tiện khác. Họ dương cao cái ngọn cờ tổ quốc trên hết của chủ nghĩa xã hội, nhưng lại chống cái chủ nghĩa xã hội. Họ hò hét chống cái chủ nghĩa đế quốc, nhưng chính họ lại bắt tay với đế quốc Mỹ. Họ kêu la phải chống hai siêu cường, nhưng lại cấu kết với đế quốc Mỹ để chống Liên Xô. Họ nói họ chống chủ nghĩa bá quyền, nhưng chính họ mưu toan thực hiện chủ nghĩa bá quyền ở Đông Dương và Đông Nam châu Á. Họ đưa quân xâm lược nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng lại vu cáo là Việt Nam xâm lược Trung Quốc. Họ tỏ vẻ bảo vệ nhân quyền, quan tâm đến những người Đông Dương di tản, nhưng chính họ đã giết hàng triệu người Trung Quốc trong cuộc đại cách mạng văn hóa và xúi dục hơn 20 vạn người Hoa bỏ Việt Nam đi Trung Quốc. Đối với những người cầm quyền Bắc Kinh, luận điệu của họ là chân lý, là lợi ích của họ là đạo lý. Quan châu được đốt đèn thì dân đen không được nổi lửa. Câu nói đó của những người nông dân Trung Quốc dùng trước đây để chỉ trích sự áp bức của bọn bạo chúa phong kiến và đã trở thành phương châm của những người cầm quyền Bắc Kinh hiện nay nhằm thực hiện tham vọng bành trướng và bá quyền của họ. Thưa quý khán giả, lúc nãy chúng tôi đọc cái phần này, chúng tôi có thêm vào: họ dương cao ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội tổ quốc trên hết. Ý của chúng tôi muốn nói, tôi chúng thêm được bốn chữ tổ quốc trên hết. Ý chúng tôi muốn nói đây nó cũng giống như vậy, của giống những cái người Trung Quốc. Thì chúng tôi xin dành cái phần nhận định cho tất cả quý khán giả, và chúng tôi không kết án. Nhưng mà những cái việc làm của cái nhóm tổ quốc trên hết dưới quyền của ông Thượng tá Trịnh Hoài Nam ở trong cái ban chiến tranh chính trị, họ đang làm những công việc giống y hệt như này,
bịa chuyện. Và ngày hôm nay ông Võ Tấn Đông của VHK cũng lại bị làm như chúng tôi, tạo những cái màn chát xích với những nhân vật thần thoại. Và thưa quý khán giả, từ hôm 29 tháng 3 chúng tôi trở về đây, chúng tôi đóng tất cả là trên 15 cái trang Facebook ở Việt Nam và 2 cái kênh YouTube. Nói như vậy để quý vị biết rằng đó là cái nhóm Trần Hải Yến đã làm, đang làm và còn sẽ làm. Và trước khi chúng tôi đọc bài này thì chúng tôi lại mới nhận được thêm được 2 cái trang giả mạo, lấy nguyên cái chữ VHK nhưng mà để là vào hôn hít. À xin lỗi, chữ K chứ quý vị đọc cả, chúng tôi không dám nói. K giống như chữ C vậy đó. Vâng. Và ngày chúng tôi sẽ hẹn lại với quý vị trong những cái bài viết sắp sửa tới để nói lên cái tinh thần chiến đấu của những người bộ đội. Chúng ta đã bảo vệ 6 tỉnh miền biên giới Việt Trung để đánh thức cái tinh thần yêu nước của chúng ta. Bởi vì đất đai của chúng ta, đất đai của cha ông không thể để cho một cái nhóm người chỉ vì lợi ích cá nhân. Họ không có lý tưởng, họ chỉ vì lợi ích cá nhân sẵn sàng trở thành những cái Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc để mà bưng bô cho cái tập đoàn Bắc Kinh, Trung Quốc. Những cái người đó sẽ phải đền tội với đất nước.